Dù lúa thu đông năm 2023 đang vào cao điểm thu hoạch, thời tiết thuận lợi, năng suất cao, giá các loại lúa tươi bán tại ruộng cũng tăng kỷ lục, cao hơn ít nhất từ 1.000 đến 2.500 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Tại An Giang, giá bán các loại lúa tươi tại ruộng như IR50404, OM5451, Đại Thơm 8, OM18 hiện dao động từ 8.900 đến 9.400 đồng một ký. Riêng nếp khô có giá từ 9.500 đến 9.800 đồng một ký, cao hơn ít nhất 1.000 đồng đến 2.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đà thuận lợi này, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần tiến hành vệ sinh đồng ruộng, xử lý đất kỹ, xuống giống vụ đông xuân 2023-2024 đúng lịch thời vụ. Từ loại cây ít ai biết đến những năm gần đây, cây hồng nhung được nhiều người tìm mua. Hồng nhung là cây thân gỗ, tán lá to, ít bị sâu và rụng lá. Trái chín rất thơm, mùi vị đặc trưng. Những năm gần đây, với những ưu điểm trên nên nhiều người tìm mua làm kiểng, từ đó cây giống hút hàng. Tại Sóc Trăng, chị Lý Thị Thanh Xuân, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành đã thử nghiệm thành công ươm giống cây hồng nhung và xuất bán ra thị trường. Hiện trái hồng nhung có giá từ 50 đến 70 ngàn đồng một ký, còn cây giống từ 30 đến 40 ngàn đồng một cây, tùy lớn nhỏ. Nhật Bản đang hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược nông nghiệp thông qua quá trình thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Hợp tác nông nghiệp giữa hai nước thời gian qua đã đóng góp có ý nghĩa vào phát triển nền nông nghiệp Việt Nam và hiện tại Nhật Bản đang đồng hành hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược ngành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua quá trình thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tập trung vào nâng cao giá trị, hiệu quả, đa dạng chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu của thị trường. Một thông tin quốc tế đáng quan tâm đó chính là chiếc máy sấy nông sản chạy bằng năng lượng mặt trời do các nhà khoa học Ấn Độ phát triển vừa được trao giải ASHRAE. Đây là một trong những giải thưởng về môi trường lớn nhất nhằm tôn vinh những sáng kiến đổi mới sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như giảm thiểu tình trạng lãng phí nông sản sau thu hoạch. Máy chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời nên không cần dùng đến điện và có thể giúp người dân tiết kiệm thời gian bằng 1/10 so với cách phơi khô truyền thống. Thay vì thường phải phơi mất từ 6 đến 10 ngày dẫn đến nhiều vi sinh vật và nấm phát triển, thì giờ đây sử dụng máy sấy bằng năng lượng mặt trời có thể sấy khô sản phẩm trong vòng từ 6 đến 8 giờ, nhờ đó duy trì được 80 đến 90% chất dinh dưỡng của nông sản. Thời gian gần đây, mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo đuôi đỏ đang là mô hình phát triển kinh tế được khá nhiều nông dân lựa chọn. Tại Đồng Tháp, nông dân này nuôi kết hợp hai loại cá này trong ao lắp bạc có mái che. Đây là những giá thể làm nơi trú ẩn cho cá chạch lấu do anh tự thiết kế. Theo anh, khi làm giá thể cho cá trú ẩn kết hợp với cho cá ăn ngầm sẽ giúp đàn cá không bị nhát, nguồn nước trong ao giữ được sạch sẽ hơn. Con cá sẽ ăn nhiều, mau lớn, sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Với cá chạch lấu nuôi được khoảng 8 tháng có trọng lượng từ 350 đến 450 gram. Đây là cá loại 2 được thương lái mua với giá 180.000 đồng một ký. Còn cá chạch được nuôi gần 1 năm, trọng lượng có thể lên đến gần 1 ký, có giá bán cao hơn khoảng 250.000 đồng một ký. Riêng cá heo có giá cao hơn khoảng 500.000 đồng một ký.